Tôi Huy Tài Lộc, hiện tại tôi có mặt tại nơi lăng bạc cô chín, và ngày hôm nay ở trước mặt tôi đây đầy linh thiêng tại nơi này, và ngày hôm nay đầy gió và bão, đầy rất là gió tại nơi này. Ở phía trước tôi đây, đây là một cũng như cái lăng, và cũng như một cái lăng hoang vắng, và đây sự linh thiêng tại nơi này. Rồi thì cô đã cho về, may mắn quá được rỡ tiền tài tại nơi này, thì đã về tại 32 đầu miền Nam, miền Trung 32, đặc biệt miền Bắc 2B. Thì để tiếp tục tôi sẽ trả lời tiếp theo này tại nơi lăng bạc cổ chính này, và để ngày mới này sẽ ra sao tiếp tục đó. Thì ai cả lọc đây tại lễ nơi cổ chính để khẩn cầu tìm đến may mắn tiền tài rực rỡ và một sự thành công tốt đẹp tại nơi lăng bè này và sự đầy linh thiêng ở này. Rồi thì ngày hôm nay cũng là ngày rằm của tháng 10 đấy, và ngày dương ngày 27 tháng 11. Thì thôi sẽ tiến vào bên trong để trả lời, thì ai có lọc đẹp trả lời như phụ nhân đẹp để mà khẩn cầu đem đến mọi sự thành công tại nơi này. Rồi thì tôi sẽ tiến vào bên trong. Tháng này thì đầy giông bão và gió và mưa đấy. Ở tại nơi này thì có cái cây rất to, và chỉ một cái cây này là nơi trú ngụ có thể là rất là nhiều các vị. Ở trước đây là biển đấy, thì con sông gọi là biển. Rồi đây là công đức xây dựng lăng bà, một ngày mới thì tại nơi này, thì nơi này cũng rất là vắng vẻ. Đấy. Và ở đây cũng ngày rằm rồi, ngày rằm thì cũng không có ai để mà thắp nhang, thắp khói, thắp hương tại nơi này. Thì ở đây thì chỉ ai muốn thành có lòng thành thì đến đây cũng như bông nhang khói thôi, còn ai không có lòng thành cũng không có ai cả. Đấy, nơi rất là vắng vẻ tại nơi này. Và ở trước mặt tôi là lăng bà, thì tôi đang đứng trước chánh điện, và ở đây đầy linh thiêng, sự linh thiêng, và đem đến tiền tài rực rỡ, và mọi việc được thành công tại nơi này thì đều khấn vái sẽ thành công và đem đến. Đấy, sự linh thiêng ngày hôm qua thì đã cho về, đấy, xin kèo cũng đã thành công. Đấy, 32 ở miền Nam, hai nháy miền Trung, đặc biệt 32 miền Bắc 2B. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ trả lời tiếp theo để mà khấn vái tiếp theo ngày mới này. Và ngày hôm nay cũng là ngày rằm, thì tôi cũng có chút bông hoa và hoa quả trái cây để mà tạ lễ và dâng lên ngày rằm này, và để ấm lòng nơi cô chính này để phù hộ độ trì tiếp theo giúp đến 12 con giáp đấy mỗi ngày. Thì cũng như ai có lọc ở đây cũng như phụ nhân đeo cũng chức chút trái cây bánh tay để mà tề lễ cầu khẩn đấy, và đem đến mọi sự thành công tốt đẹp. Thì ai có lòng đây thì cô đều phù hộ độ trì, đem đến tiền tài rực rỡ và tật bình được tiêu tự, thì cô chứng giám
phù hộ độ trì này ngày ngày hôm nay. Đấy, ngày hôm nay cũng là ngày rằm. Rồi thì con chúc bông thọ, vàng thọ để mà dâng lên. Thì ai có lòng thành ở đây thì cũng như nhang đèn và trái cây, hay bánh trái gì, bông hoa để mà khấn cầu. Thì tôi hôm nay cũng có chút trái cây này. Đấy. Để mà tạ lễ cho một vị để mà tạ lễ này. Hãy mua chút trái cây để tạ lễ cô chính và các chư vị ở đây. Thì nơi này để mà có thành tâm, phải thành tâm thì chúc nhân đẹp hoa hoa quả trái cây, đó là thành tâm. Thì cô điều phù hộ độ trì sự linh thiêng tại này. Đấy, sự linh thiêng này cũng đã biết rồi, nơi giáng dĩ này rất đầy linh thiêng và cô đã ngự tại này 3 năm, đầy đúng 3 năm. Thì nghe hôm nay chỉ là một năm thôi, còn 2 năm nữa và ở tại đây này. Và ngày hôm nay thì điều gì xảy ra tôi cũng chưa biết được, đó là do cô chính. Và để tiếp tục ngày hôm nay thì đi đến 12 con giáp sự linh thiêng, tiền tài, mọi việc được thành công, tập bệnh được tiêu từ, thì để em con vai tại đây này phù hộ độ trì tiếp theo. Đấy, hồi giờ chỗ này biết sự linh thiêng tại nơi này rồi, rất linh thiêng. Đấy, thằng lằn đang kêu và nghe tiếng tôi nói và đã kêu rồi. Thì tôi sẽ để vào một bộ bình bông. Đấy, cắm vào bình bông này. Hiện tại đang nổi gió lên tại này. Mỗi lúc thì tôi đang thắp hương thì có sự gió nổi lên ầm ầm. Ngoài ra các cụ nhân viên thì cũng như để mà tại lễ đấy, có số tài khoản phía trên màn hình hoặc là dưới nhắn tin cũng như ủng hộ phụ nhân viên tại nơi này để khấn vái thành công. Hay ai có lọc đây tại lễ để phù hộ độ trì tiếp theo. Gió đang nổi lên quá trời ở đây, kinh khủng.
Rồi thì nơi này nghề rằm rồi đấy, cũng không có ai thắp nhang tại nơi này cả. Ở đây là tứ phương, ai biết ở đây thì thắp thắp hương thôi. Thì tôi sẽ lên hương và cũng đã đặt đồ xong, để xong đấy. Rồi để tiếp tục ngày hôm nay thì tôi sẽ lên hương đấy. Gió giống như bão bão táp tại này, và điều đặc biệt ở đây thì lúc nào tôi lên hương là gió ầm ầm đến đất. Rồi thì đồ cũng đã đặt đồ xong và tiếp tục tôi sẽ lên hương tiếp theo. Thì ai có lọc đây cũng như phụ nhân đèn đấy, để mà mỗi chuyến đi để đem đến may mắn tiền tài và sự khẩn cầu tại này sẽ thành công tốt đẹp. Đó là điều động lực mỗi ngày đấy. Để cũng như khẩn cầu trên kênh mỗi ngày đều được may mắn tiền tài, thì ai có lọc ở đây cũng như phụ nhân đèn ấy, để mà chuyến đi thành công tốt đẹp, tiền tài rực rỡ và đem đến sự an lành may mắn, cũng như ai có tật bệnh sẽ được tiêu trừ và khấn vái thành công tốt đẹp, và tật bệnh được tiêu trừ và cũng tiền tài đem đến ở tại nơi này. Và đem đến 12 con giáp ngày hôm nay thì sẽ là sao, tôi sẽ thắp thắp hương này ấy quý vị, do ghê ầm ầm đem đến. Giống như bão bão táp đã đến. Rồi thì tôi cũng đã chuẩn bị để đặt đồ xong đấy. Đây là đã chuẩn bị đồ xong, trái cây, tiền dân bạc, chút sữa và hoa. Thì ngày rằm ngày hôm nay thì tôi cũng có chút sinh lễ này, trái cây để mà tài lễ các chư vị ở đây và cô chính phù hộ độ trì sự khấn cầu này sẽ thành công tốt đẹp, tiền tài, và ngày rằm này sẽ đem đến đỉnh may mắn tiền tài rực rỡ. Thì ai đang xem thì ai chưa đăng ký kênh nhớ nhấp vào chưa đăng ký để theo dõi tại nơi này đấy. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì ngày hôm nay thì tôi cũng có mua chút mình trái cây, sữa, tiền nhân bạc, bông hoa, bông hoa quả. Thì ngày hôm nay ngày rằm của tháng 10 và ngày dương của tháng ngày 27 tháng 11, thì để mà dâng lên chút trái cây tiền dân bạc này để tài lễ, thì ở đây cô chính đã đem về may mắn tiền tài tài lộc rực rỡ đấy, miền Nam miền Trung miền Bắc thì cho về đầu đặc biệt gì đó thì đã về rực rỡ tiền tài. Ngày hôm nay thì cũng như khẩn cầu tiếp theo ngày mới này để tiền tài rực rỡ, mọi việc được thành công tốt việc, thì cô 2, cô 3, cô 4, cô 5, cô 6, cô 7, cô 8, cô 9, cô 10, cô dương và các chư vị ở đây, đất đai duyên trạch, thành hoàng bổn xứ, bạch mã thái giám, hoàng tràng quốc lý, thượng tướng đất đai, quyền tướng đồ lộ,
Qua trước mặt tôi là trước mặt tại nơi lăng bà này thì thủy sông hệ lai động điện ấn lai thủy mộc hạ bá đại dương vua thủy đại dương mộc triều đại dương hạ sai thủy phú. Thì các cô ở đây ngự tại này và phù hộ độ trì sự yên thiên tiền tài rực rỡ tật bệnh được tiêu trừ, ai có bệnh tật thì sẽ được xem đoạn quy nhau này sẽ mau chóng hết bệnh và may mắn tiền tài rực rỡ điểm đến 12 con giáp. Ngày hôm nay thì để cô chứng giám phù hộ độ trì sự linh thiêng này thì tôi sẽ xin kêu thành công tốt đẹp tiền tài rực rỡ, mọi việc được thành công tất cả cái gì thì cô để chứng giám trong trung gà này phù hộ độ trì và để mà đứng dựng đứng lên xin kêu thành công tốt đẹp trứng để đứng dừng tới con số nào là sẽ thành công và cũng như vừa điểm đến lọc mua vé số ai trúng đặc biệt nhờ cô phù hộ độ trì luôn thì tôi sẽ xin kêu này. Đấy thì ngày hôm qua đã xin kêu để về miền Nam đầu bài 2 và miền Trung về bài 2 đặc biệt miền Bắc là 23 thì đã linh thiêng và ngày hôm nay thì ngọn đèn này và cũng là ngày rằm cô chứng giám phù hộ độ trì này đấy. Sự thành công tại nơi này nhờ vào trứng gà và có cô chính thì ai có lọc đây cũng nhiệm vụ nhận đèn tại nơi lăng bài này bắt đầu từ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 số 10 11 12 13 14 15 16 17 rồi thì 17 đã đứng rồi đó trứng gà đã đứng 17 rồi 17 thì cô đã chứng giám tại nơi này đúng là ngày rằm rồi và đã chứng giám hiển linh 17 71 thì ở đây lọc mua vé số miền Nam miền Trung miền Bắc 17 71 thì đã chứng giám và
tại nơi này đó, nổi dây ghè luôn, để cho dân đứng 17 71. Môi sự thành công qua tiền tài rực rỡ, làm cái việc gì cũng thành công tốt đẹp. Đọc thì bà chứng giám hộ trì những ai có lòng thành đến đây cũng như ngàn khôi trây cây miếng bên đó là bà rất vui. Sẽ gắn vào
và sau đó là vô số may mắn, rất nhiều chất xe chất thể mồi diệp sẽ thẳng phòng tốt đẹp và thân thiện. Thì ai đã nhập xác này thì tôi cũng chưa biết. Và ngày hôm nay thì quá mệt mỏi. Tại nơi này thì cũng có trái cây đấy, và tiền vàng bạc sữa, bông hoa nhé, cũng để mà tạ lễ dâng lên để mà phù hộ độ trì mọi việc. Thì tôi sẽ trứng gà vẫn còn đứng này, và xin kia cũng đã thành công đó, trứng gà này. Thì tôi sẽ đốt tiền nhật bạc này, tay chân run rẩy luôn, run cập cập cầm, thì cầm cái tờ tiền này đốt mà run cập cập. Chim chóc đang kêu réo. Rồi, tiền nhân bạc này cắt chơi gì đây? Để em lạnh. Hôm nay thì ở đây đầy sóng gió và rất là bão bùng nổi lên rất là mạnh, và điều gì đã xảy ra trong đoạn video này thì tôi chưa biết, và để xem lại. Thì ở đây trứng gà vẫn còn đứng yên nguyên hình tại nơi này. Rồi, trứng đã chứng giám và phù hộ độ trì gió như thế này và vẫn còn đứng yên